Quốc hội thứ 14 của Việt Nam đã bắt đầu phiên họp đầu tiên vào sáng 20 tháng 7, một trong những việc quan trọng trong kỳ họp là bầu các lãnh đạo hàng đầu của đất nước. Gần như chắc chắn Quốc hội khóa này được bầu ra trong cuộc bầu cử hồi tháng 5 sẽ bỏ phiếu để bà Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp tục giữ chức chủ tịch Quốc hội, ông Trần Đại Quang vẫn sẽ là chủ tịch nước và ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn là thủ tướng. Ba nhân vật này đã được bầu vào các vị trí vừa kể bởi Quốc hội khóa trước kết thúc nhiệm kỳ hồi tháng 4 việc bầu lại ba vị trí lãnh đạo hàng đầu chỉ có tính chất thủ tục. Từ sau cuộc bầu cử quốc hội đến nay, đã có nhiều ý kiến của nhân dân trên mạng xã hội về sự dườm già lãng phí khi phải thực hiện thủ tục bầu và tuyên thệ cho cùng một dàn lãnh đạo cao cấp tới hai lần. Với tư cách cử tri, nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội Hoàng Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh đưa ra nhận xét với VOA. Người dân người ta biết được rằng là cái chất lượng của quốc hội hay là của những cái tình bầu nó đều đều không phản ánh trung thực mà nó được sắp xếp cho nên người ta coi nó trở thành hình thức thì cái việc đấy tất nhiên là từ cái việc thủ tục cho đến cái hình thức thì tất nhiên nó tốn chi phí của dân thì người ta phản ánh là điều nhiên Báo chí Việt Nam đưa tin trong kỳ họp kéo dài đến ngày 29 tháng 7, Quốc hội sẽ quyết định về cơ cấu và các thành viên chính phủ, bao gồm cả việc phê chuẩn các phó thủ tướng và các bộ trưởng. Tin cho hay quốc hội sẽ dành khoảng 2 ngày để thảo luận về kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước và một số nội dung quan trọng khác. Nền kinh tế Việt Nam phát triển ở mức vừa phải trong 6 tháng đầu năm có mức tăng GDP là 5,5% so với mức 6,3% của cùng kỳ năm trước. Một báo cáo của Ngân hàng Thế giới công bố hôm 19 tháng 7 cho rằng kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng chậm lại là do nông nghiệp bị ảnh hưởng của hạn hán nghiêm trọng và tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp đã giảm xuống. Ngoài ra tại kỳ họp, chính phủ sẽ gửi tới các đại biểu quốc hội báo cáo về nguyên nhân các vụ tai nạn máy bay chiến đấu Su-30 và máy bay tìm kiếm cứu nạn hồi giữa tháng 6 và báo cáo về tình trạng cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung hồi đầu tháng 4. Thông tin từ cuộc họp báo của Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trước khi Quốc hội khai mạc cho thấy sẽ không có phiên thảo luận nào về phán quyết mới đây của tòa trọng tài quốc tế PCA về Biển Đông vốn là một mối quan tâm lớn của cử tri, đồng thời là một vấn đề sát sườn với lợi ích của Việt Nam. Nhà hoạt động Hoàng Dũng, người đã biểu tình chớp nhoáng trước lãnh sự quán Trung Quốc để hoàn ngành phán quyết của PCA, đưa ra bình luận. Đó chỉ thêm một cái bằng chứng cho thấy là quốc hội này hoàn toàn tự chủ, mà họ toàn theo chỉ đạo của Đảng Cộng sản thôi ạ. Theo tôi thì quốc hội rất hiểu phải ra một cái tuyên bố về Biển Đông, tuyên bố về PCA và có thể là tuyên bố về đường lưỡi bò tối thiểu nó phải là một cái thể hiện một cái quan điểm dù có thể là một quan điểm bị chỉ đạo hay bị kiểm soát nào đấy thì quốc hội cũng nên có để tỏ ra rằng mình đang tồn tại chứ nếu mà các anh quốc hội mà lại không có một cái thông tin gì về cái vấn đề này thì thì, thì sẽ lại càng bị người dân người ta không coi trọng trong tổng số 494 đại biểu quốc hội chỉ có 20 người không phải là đảng viên cộng sản Ông Hoàng Dũng nói ông sẽ gửi thư hoặc tin nhắn đến đại biểu Trương Trọng Nghĩa của thành phố Hồ Chí Minh để chất vấn về vấn đề này ông nghĩa được xem là một đại biểu hay phát biểu thẳng thắn về những vấn đề quan trọng hoặc gai góc lâu nay cử tri việt nam đã nhiều lần bày tỏ trên mạng xã hội và đôi khi là trên báo chí chính thống rằng quốc hội cần làm rõ thông tin về việt nam đang nắm giữ những gì ở biển đông cũng như đang phải đối mặt với những vấn đề pháp lý chủ quyền và quân sự nào cử tri cũng nhiều lần đề nghị quốc hội phải sớm đưa ra luật biểu tình để người dân có thể biểu đạt quan điểm của mình về vấn đề biển đông và các vấn đề khác mà không sợ bị công an an ninh ngăn chặn bắt bớ